Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Trung Thanh, chủ sở hữu của thương hiệu Lo Titan tại Việt Nam. Thì hôm nay mình làm cái video này, mình muốn gửi đến cho tất cả những anh em biết được cái combo rơi vào từ 140 triệu đến 150 triệu là nó những combo những gì. Thì cũng rất là nhiều anh em hỏi, điện gọi hỏi và nhắn tin. Thì khi sao những cái tin nhắn đó thì mình sẽ gửi cái đường link này cho anh em tham khảo cho nó dễ ha. Tại vì mỗi cái một khi anh em gọi á thì mình gửi hình ảnh qua và nhắn tin một thời gian thì nó hơi lâu. Có rất là nhiều anh em hỏi thì mình phải tư vấn cho từng người. Thì mình muốn mình gửi đến cái video này thì anh em xem hết video này anh em sẽ hiểu được và cái nắm được cái giá và những cái sản phẩm của DB Cutis do Titan cung cấp và cùng hệ thống lo titan. Thì anh em cứ nhìn trên màn hình, anh em nhìn thấy đó là một cái tủ máy và một cặp súp kép, một cặp monitor, một cặp full chính và một cặp cách C đựng lo ha, đựng lo. Cái này là cấu hình là súp cấu hình là súp kép. Thì cấu hình này thì cái giá của nó là 141 triệu 900 ngàn, được bảo hành là 1 năm toàn bộ kể cả loa. Rồi anh em muốn biết được cái những cái chi tiết hơn thì anh em xem hết cái video này anh em sẽ biết được ha. Rồi mình tắt cái phần này nha. Rồi bây giờ trước tiên thì mình cho anh em coi dàn súp full trước cho model ha. Cái model này là SU 218X, SU 218X ha. Là trong đây nó gồm là hai bát 50 là một cái lo, hai bát 50 một cái lo với chế độ 4 ôm nha. Là cụ bát á, là cụ China sản xuất, súp kép bát China sản xuất ha. Rồi cặp full đó là full VF4 là cụ bát là của Thái Lan, nó có giá là nó cao hơn súp kép là 34,4 triệu, 34,4 triệu đó. Và cách C thì nó là theo combo là 4,6 triệu, 4,6 triệu đó, anh em nhìn thấy chưa, là cái này là combo này là anh em chơi cái từ khoảng là 600 khách ha, 600 khách 700 khách là đánh ok, đánh ok nha. Rồi chi tiết cái tủ máy đó nè, thì lo thì anh em hỏi họng màu trắng và họng màu đen nó khác nhau, nó chỉ khác nhau về cái độ mà lúc mình làm cái họng thôi, mình sơn đen hoặc sơn trắng là nghe nè, không ảnh hưởng về chất âm nha, nó giống nhau hết nha. Còn cái bộ máy của nó là gồm một cái mixer, một cái ổ chia nguồn, một cái mic, một cái gian và main 4 kênh và main 2 kênh chuyên xuất là đủ một combo. Combo nó gồm là và một cặp monitor. Cặp monitor này anh em cũng biết cái model nó là F12 400 400P. Thì giá của nó là 13 triệu tư. Anh em nắm được giá hết chưa? Cái dàn lo ha. Còn dây của nó là gồm 4 sợi. Một sợi là 5 m, một sợi 10 m và hai sợi 15 m ha. Combo thì được cấu hình như này anh em. Rồi, đó là combo 141 triệu là 900 là súp kép ha. Rồi, mình monitor nó là monitor họng tròn giống như là cái mô full luôn anh em. Mô tô học tròn luôn nha. Rồi đây cái hình chi tiết đó đây. Đã anh em cầm nắm giữ cấu hình chưa? 141 triệu 900 là súp kép. Còn súp đơn, cấu hình súp đơn nó cũng giống như vậy, tủ máy giống như vậy luôn. Nhưng giá nó cao hơn tại vì á, là hai cặp súp đơn này nó sẽ mắc tiền hơn là một cặp súp kép. Thì 19 triệu 8 nhân 2 18 nhân 2 thì anh em cũng biết nó là rơi vào 39 triệu, gần 40 triệu rồi đúng không? Thì nó cấu hình này nó là 49 triệu 500 nếu mình lấy súp đơn. Súp đơn thì có, tại sao? Súp đơn á, thì nó nhẹ hơn súp kép tại vì một cái lo súp đơn của nó chỉ có 60 kg thôi. Một cái súp kép là 110 kg. Đó, anh em đi 4 cái đơn và nó bằng cặp súp kép độ phủ. Cụ bát rồi giống nhau, độ lớn rồi DB rồi giống nhau ha.
không ít, không nào lớn nhỏ nha, nhưng cái này là bốn cái đơn là cái chiếc, cái kia là một cặp kép, nó có vậy thôi. Rồi cấu hình này thì anh em cũng nắm giá được, và anh em nếu mà đánh cấu hình nó rẻ hơn tầm 133 triệu, đưa giờ tầm khoảng 130 tới 133 triệu thì là cái gì? Full. À, full nó là sử dụng là VF3. À, VF3 nó sẽ rẻ hơn, nó chỉ có 26 triệu thôi. À, cộng cách C luôn, cộng cách C luôn thì nó có 30 triệu 600 ngàn thôi. Đó, nên nó rẻ hơn rất là nhiều. Nó anh em chỉ chọn vậy thôi. Còn còn tất cả các thiết bị thì nó giống nhau nha anh em. Giống nhau. Còn anh em nào lên cấu hình nó mạnh hơn nữa thì nó rơi vào sử dụng mà cho cái súp mà dòng cao hơn á, là nó đổi tiền lên. Anh em nhớ chữ chỗ này ha. Nếu á, mà mình chọn á, cái súp á, mà XL hoặc Barrel thì mình chọn cục công suất này nó tăng hơn nè. Thứ nhất là cái súp nó mất tiền hơn, và cục công suất nó mất tiền hơn. Chỉ mình cộng thêm tiền cái phần này thôi, mình đổi main này ra. Chỉ đơn giản thôi, đổi main súp này ra. Đổi main súp này vào. Súp này 3U. Súp này á, main súp này có trên dưới 10 triệu, này trên dưới 14 triệu. Vậy thôi. Anh em nắm được chưa? Cấu hình hồi nãy giờ mình cho anh em xem á, là súp kép á thì giá là 141 triệu 900. Còn sử dụng cái cấu hình mà nó súp đơn á, thì nó 149 triệu 500. Đó, bây giờ những cái combo đều tặng bốn cây đèn. À, bốn cây đèn, tặng bốn cây đèn. Rồi, anh em nào mà quan tâm đến cái combo. Combo thì anh em liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại là 0974 70 4444. Và những combo đó mình có làm là cấu hình. Đủ cấu hình là từ 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu, 70 triệu rồi có hết. Thì mình sẽ làm chi tiết cho anh em. Chi tiết cho anh em để anh em có thể xem và chọn cho mình phù hợp. Anh em đơn giản thì em chỉ đưa ra cái cấu hình là mình cần phủ bao nhiêu, ví dụ như 10 bàn, 15 bàn, 20 bàn hoặc 30 bàn gì đó. Thì cấu hình là 30 bàn đổ lại thì 300 khách đổ lại thì nó rơi vào tầm khoảng 100 tới 110 triệu thôi anh em. Sử dụng cái súp đơn. Súp đơn thì cấu hình đó mình có đăng lên kênh YouTube đó, hoài đó. Thì mình sẽ làm từng cấu hình. Hôm nay thì mình sẽ đưa cấu hình 141. Thì anh em yêu cầu cấu hình nào thì mình sẽ làm cái video cấu hình đó cho anh em xem chi tiết ha. Hoặc anh em nhắn tin cho mình qua số điện thoại là 0974 70 4444. Số này số Zalo để mình tư vấn chi tiết cho anh em nha. Rồi, chào anh em, hẹn gặp lại anh em cái video tiếp theo.